vua Trần Thái Tông đáng thương hay đáng trách? Vua Trần Thái Tông, tên thật là Trần Cảnh, quê ở Hương Tức Mặc, nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Ông là vị vua đầu tiên trong thời buổi khai sơn lập quốc nhà Trần. Lên ngôi năm 8 tuổi, ông đã mở ra một triều đại huy hoàng trong lịch sử nước Việt. Nhưng trong con người mà sử xưa đánh giá là khoan nhân thông tuệ, văn võ toàn tài ấy, tâm tư lại nhiều ẩn trắc. Một bề mang nặng nghiệp đế vương, một bề lại nặng lòng dòng họ Thích. Cuộc đời của ông bi tráng, có những chuyện khiến người đời nhiều đàm tiếu. Xin lưu ý, chân dung lịch sử tổng hợp những câu chuyện lịch sử để các bạn có thêm nhiều kiến thức, chứ không tô hồng hay bôi đen một triều đại nào trong lịch sử. Chuyện tình của hai vị vua trong lịch sử Việt Nam. Lý Chiêu Hoàng được coi là vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam, có tên húy là Lý Vật Kim, là con gái thứ hai của vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Bà sinh năm 1218, vào thời điểm vương triều nhà Lý đã bước vào thời kỳ suy tàn. Ông nội bà là Lý Cao Tông, vốn nổi tiếng là một vị vua ăn chơi sa đọa, không chăm lo cho đời sống của nhân dân. Cha bà là Lý Huệ Tông bị phát bệnh điên, mọi việc chính sự đều do Trần Tự Khánh quản. Huệ Tông không có con trai, nên điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đã ép vua lập Lý Chiêu Hoàng làm hoàng thái nữ, rồi truyền ngôi. Chiêu Hoàng lên ngôi khi mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, và kể từ đây, những sóng gió cũng bắt đầu phủ lên vị nữ hoàng nhỏ tuổi này. Năm 1225, Trần Thủ Độ sắp xếp cho cháu mình là Trần Cảnh vào cùng làm chính thủ, hầu hạ Chiêu Hoàng. Trần Cảnh chạc tuổi với Lý Chiêu Hoàng, lại được vua yêu mến hay gần gũi và trêu đùa. Trần Thủ Độ thấy vậy bèn dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Sau khi truyền ngôi cho Trần Cảnh, Chiêu Hoàng được phong làm hoàng hậu, đổi hiệu thành Chiêu Thánh. Năm 14 tuổi, Chiêu Thánh sinh con trai đặt tên là Trần Trịnh nhưng lại mất ngay sau đó. Nỗi đau đó khiến Chiêu Thánh đau ốm liên miên và suốt 4 năm tiếp theo bà vẫn không thể sinh con nối dõi cho Trần Thái Tông. Thái sư Trần Thủ Độ đã ép vua chốt ngôi hoàng hậu của Chiêu Thánh, lập Thuận Thiên công chúa, vợ của Trần Liễu, đang mang thai 3 tháng và là chị dâu của Trần Thái Tông lên thay ngôi vị này. Trần Liễu tức giận đem quân ra sông Cái làm loạn, còn vua Trần Thái Tông đang đêm bỏ trốn lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử, Quảng Ninh để phản đối. Trần Thủ Độ dẫn các triều thần lên núi mời vua trở về kinh sư. Vua nói: "Vì trẫm non trẻ, chưa cáng đáng nổi sứ mệnh nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, nên không dám giữ ngôi vua mà làm nhục xã tắc." Trần Thủ Độ cố nài xin nhiều lần, vua vẫn không nghe, mới bảo mọi người rằng xa giá ở đâu là triều đình ở đó, rồi sai người xây dựng cung điện. Bấy giờ nhà vua mới chịu về kinh đô. Trần Liễu làm loạn ở sông Cái được vài tuần, lượng thấy thế cô bèn ngầm đi thuyền đến chỗ vua xin hàng. Anh em nhìn nhau mà khóc. Thủ Độ nghe tin đến thẳng thuyền vua, rút gươm định giết Trần Liễu. Nhà vua phải lấy thân mình che đỡ cho anh. Trần Thủ Độ tức lắm, ném gươm xuống sông nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào." Vua bèn nói giải hòa, rồi bảo Trần Thủ Độ rút quân về. Nhà vua lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang là đất Thang Mộc và phong cho anh là Yên Sinh Vương. Thuận Thiên công chúa được phong làm hoàng hậu, còn Chiêu Hoàng bị giáng xuống làm Chiêu Thánh công chúa. Quá đau buồn và chán nản, Chiêu Hoàng đã xin được rời khỏi cung cấm và xuất gia đi tu. Đề xuất của bà nhanh chóng được chấp nhận. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông được một vị tướng tên Lê Tần hộ giá cứu sống, một mình một ngựa lấy ván gỗ che cho vua khỏi trúng tên của giặc. Ghi nhận công lao to lớn này, vua đã phong tước cho Lê Tần là Lê Phụ Trần, đồng thời gả vợ cũ, tức Chiêu Thánh công chúa cho. Trần Thái Tông đã phải tìm gặp lại Lý Chiêu Hoàng để thuyết phục bà. Xét lại việc sử ký toàn thư có chép, vua nói rằng: "Trẫm nếu không có khanh chuyển ngôi, há lại có được ngày nay. Khanh nên cố gắng để cùng hưởng phúc đến cùng." Lý Chiêu Hoàng về sống với Lê Phụ Trần được 20 năm, sinh ra con trai là Thượng Vị Hầu Lê Tông, con gái là Ứng Thụy công chúa Lê Ngọc Khuê. Đầu năm 1278, bà về thăm quê cổ Pháp, Bắc Ninh. Tháng 3 âm lịch năm đó, bà mất, thọ 61 tuổi. Cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng có thể nói phải hứng chịu nhiều đau đớn và cay đắng. Khi từ hoàng đế xuống làm hoàng hậu rồi thành công chúa,
sau đó lại bị chồng cũ gả cho tướng quân triều Trần. Nhưng không chỉ vậy, bà còn phải gánh trên lưng cái tiếng để cơ nghiệp hơn 200 năm nhà Lý rơi vào tay con nhà Thuyền Trài, nhà Trần. Kỳ thực, sự việc chuyển giao quyền lực này cũng đã được tiên đoán từ trước qua một bài thơ sấm cổ xuất hiện khi cây gạo làng Diên Uẩn bị sét đánh nhưng không chết vào thời trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý. Thụ căn diểu diểu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, mộc dị tái sinh, chấn cùng kiến nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Nội dung giải nghĩa đã phần nào dự báo trước cho người đời sau về việc nhà Trần sẽ là triều đại tiếp nối sau nhà Lý. Nếu đó là sự thực thì phải chăng đã là thiên ý? Có câu rằng trời muốn biến thì không ai cản nổi, thì một Lý Triều Hoàng nhỏ bé liệu có thể thay đổi vận mệnh đã được định sẵn hay không? Dẫu biết vậy, nhưng không thể phủ nhận chính Lý Triều Hoàng là người tự tay kết thúc ngôi vị Lý Triều và nhà Trần khởi nghiệp nhờ mối duyên tình giữa hai vị hoàng đế kỳ lạ trong lịch sử Việt Nam. Tại sao Trần Liễu lại hận Thái Tông đến chết? Như chúng ta đã biết, Trần Liễu là thân sinh của Đức Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba lỗi lạc và bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Người anh hùng đã có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên vào thế kỷ thứ 13. Trần Liễu có tư thù với người em ruột của mình là vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, mà trước khi chết, ông đã chăn trối lại với con là Trần Quốc Tuấn, tức Trần Hưng Đạo. Con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Vì sao Trần Liễu lại thù hận người em của mình đến chết vẫn không nguôi? Có phải chính vì mối hận năm xưa, vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh đã lấy vợ của mình là bà Thuận Thiên chăng? Nhưng Trần Liễu cũng biết rằng, chuyện bà Thuận Thiên về làm vợ vua Trần Thái Tông, những người trong cuộc đều là nạn nhân của sự sắp đặt này, kể cả Trần Liễu lẫn Trần Thái Tông. Chính vua đã phản đối bằng hành động, bỏ cả kinh thành lẫn ngôi vua để lên núi Yên Tử với ý định đi tu kia mà. Hơn nữa, sau khi Trần Liễu giấy quân chống lại triều đình, chính vua Trần Thái Tông đã đưa mình ra che chở cho ông để khỏi bị Trần Thủ Độ giết. Rồi sau đó hai anh em đã tha thứ cho nhau. Vậy tại sao Trần Liễu muốn con mình cướp ngôi vua để trả thù? Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Phải chăng có điều gì ẩn khúc bên trong? Thiết nghĩ, để tình cảm anh em có được như vậy, phải chăng Trần Thái Tông đã hứa với anh mình rằng cho dù Trần Thủ Độ có bắt vợ của anh làm vợ mình thì ông vẫn giữ khoảng cách giữa chị dâu và em chồng? Có lẽ Trần Thái Tông đã hứa với Trần Liễu là sẽ không phạm tới thân thể của chị dâu nên Trần Liễu mới hứa sẽ tha thứ và bỏ qua cho vua Trần Thái Tông chăng? Thế nhưng sau khi Hoàng hậu Thuận Thiên sinh Trần Quốc Khang, đứa con mà bà mang thai trước với Trần Liễu, thì bà tiếp tục sinh thêm những người con khác với vua Trần Thái Tông như Trần Hoảng, Trần Quang Khải, Trần Nhật Vĩnh và Trần Ích Tắc. Có thể đây là nguyên nhân chính làm cho Trần Liễu vẫn còn hận em mình cho đến chết, vì ông cho rằng cái lỗi này không còn là lỗi của Trần Thủ Độ nữa, mà là do đứa em trai mình, tức vua Trần Thái Tông, đã không giữ được tình chị dâu với em chồng như đã hứa với Trần Liễu. Sau những ngày sóng gió ấy, Thái Tông đành phải làm tròn bổn phận duy trì huyết thống nhà Trần với Thuận Thiên Hoàng hậu trong cay đắng hổ thẹn. Nhà vua tìm đến thiền học như một sự giải thoát cho tâm linh, không màng đến quyền thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Những câu chuyện lịch sử trên đã để lại trong bạn những đánh giá như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận phía cuối video để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.